Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ThinkView. Hiện tại thì năm mới sắp đến và đây cũng chính là lúc để cho các bạn mua cho mình những thiết bị công nghệ giá rẻ. Sau một hồi nghiên cứu thì mình đã chạy ngay OnePath và mang về đây hai sản phẩm có mức giá cực kỳ sinh viên. Đây là MSI Adreno GeForce GT1030 có mức giá khoảng 2,2 triệu. Còn đây là MSI Adreno Radeon RX 550 mức giá khoảng tầm 2,5 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem với hơn 2 triệu đồng thì những mẫu card đồ họa giá rẻ có thể làm được gì. Do là dòng giá rẻ nên bên ngoài vỏ hộp cũng không có gì nổi bật. Mở ra thì ngoài card đồ họa chỉ có thêm sách hướng dẫn sử dụng, đĩa driver. Thực sự thì đĩa driver hiện tại chỉ mang tác dụng là chống cháy cho những bạn nào hiện tại đang không có mạng. Còn nếu như các bạn có mạng thì hãy tải trực tiếp từ website của Nvidia hay là AMD để có được những bản cập nhật mới nhất. Lướt qua về thiết kế thì do cùng là bản Aero nên sẽ không có sự khác biệt về hệ thống tản nhiệt của cả hai mẫu card đồ họa và hệ thống tản nhiệt này chỉ sử dụng một quạt. Sự khác biệt chỉ nằm ở khu vực cổng kết nối, ngoài hai cổng HDMI và DVI thì mẫu RX 550 sẽ có thêm một cổng DisplayPort cho những bạn nào sử dụng màn hình xịn. Ngoài ra còn cả mặt sau card nữa, nhìn qua thì RX 550 có nhiều chi tiết linh kiện hơn là GT1030. Xét về độ cao cấp thì RX 550 đã ghi điểm trong phần này. Về thiết kế của hệ thống tản nhiệt thì nó không quá nổi bật với màu đen chủ đạo và dòng chữ Aero màu bạc. Cạnh trên có họa tiết vân carbon tạo điểm nhấn, tránh sự nhàm chán trong thiết kế toàn màu đen. Do là dòng card không quá mạnh và hướng tới phân khúc người dùng là bình dân hay những mẫu HTPC nên cả hai mẫu card đồ họa này sẽ không có cổng cấp nguồn phụ. Theo như nhà sản xuất công bố thì mẫu MSI GeForce GT1030 chỉ tiêu thụ là 30W điện, còn mẫu Radeon RX 550 chỉ tiêu thụ là 50W điện. Vì thế các bạn chỉ cần tìm cho mình một mẫu nguồn công suất thực cao một chút tầm 350W là đã có thể gọi là dư dùng. Khi lắp hai chiếc card này vào hệ thống test của mình thì trông nó không quá nhỏ bé, nhưng khi so với tản nhiệt CPU thì nó vẫn bé hơn rất nhiều. Nếu như các bạn muốn hai mẫu card đồ họa này trông nổi bật hơn thì hãy sử dụng những mẫu board máy chủ cỡ nhỏ tầm mini ATX. Kết hợp với đó là những mẫu cây cũng nhỏ theo luôn để tạo sự đồng bộ. Khi mình mở hệ thống tản nhiệt ra khỏi bo mạch thì cả hai đều sử dụng heat sink nhôm, không có lõi đồng để tăng hiệu quả tản nhiệt. Điều này khá dễ hiểu do cả hai mẫu card đồ họa này đều không tỏa quá nhiều nhiệt. Quay trở lại với bo mạch thì mình thấy RX 550 cao cấp hơn một chút so với GT1030. Hệ thống VRM lớn hơn do công suất tiêu thụ cao hơn và sử dụng 4 chip nhớ RAM thay vì 2 như trên GT1030. Điều mình quan tâm nhất trên một mẫu card đồ họa giá rẻ không phải là thiết kế mà cũng không phải là chất lượng phần cứng, mà là hiệu năng. Liệu chỉ với 2 triệu đồng bỏ ra thì nó có đáp ứng được nhu cầu học tập hay là chơi game giải trí của những bạn sinh viên hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Trên bảng sẽ là cấu hình test mà mình sử dụng. Đầu tiên là sẽ chấm qua với 3D Max. Thì đúng như mình dự đoán, RX 550 mạnh hơn GT1030 khoảng 10% và nó vẫn yếu hơn khá nhiều khi so với GTX 950. Nhưng nhiệt độ tối đa trong quá trình benchmark của RX 550 cũng cao hơn khoảng 10% khi so với GT1030. Tiếp theo là tựa game đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay là Battleground. Khi mình thiết lập ở mức Very Low thì vẫn có thể chơi tốt ở mức FPS trung bình khoảng 40. Lúc nhảy dù thì sẽ hơi lắc nhẹ tụt xuống tầm 25. Còn với các tựa game online nhiều người chơi hiện nay thì vẫn có thể chơi tốt ở mức thiết lập tối đa trên độ phân giải Full HD. Nhưng với Overwatch thì các bạn nên hạ thiết lập một chút do đây là một tựa game FPS mà mức khung hình trung bình chỉ trên 30 thì sẽ rất là khó chịu. Cuối cùng là game offline nặng thì cả hai mẫu card đồ họa này vẫn có thể đáp ứng tốt mức thiết lập Medium trên độ phân giải là Full HD. Nhưng chỉ với 2 triệu đồng bỏ ra thì mình có thể nói là tốt, nó tốt hơn là mình mong đợi. Nhiệt độ tối đa tỏa ra trong quá trình chơi cũng không quá cao, cả hai đều dưới 55 độ. Sau mấy ngày trải nghiệm hai mẫu card đồ họa giá rẻ là MSI Aero GeForce GT1030 và Radeon RX 550 thì mình nhận thấy một điều là tỷ lệ hiệu năng trên giá thành của những mẫu card đồ họa giá rẻ hiện nay đang rất là cao, và nếu như cho mình lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn là Radeon RX 550. Mặc dù mức giá của nó sẽ cao hơn là 300.000, nhưng hiệu năng mang lại của nó là tốt hơn 10%. Hệ thống tản nhiệt tốt, kết hợp với đó là nó chỉ tiêu thụ có 50W điện. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn bảo là gắng lên GTX 1050 hay là RX 560 thì sẽ cho hiệu năng tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với những bạn đã có chủ định mua GT 1030 hay là RX 550 thì thực sự việc gắng thêm 1 triệu nữa là cả một vấn đề. Còn ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên like fanpage của ThinkView để cập nhật những thông tin về công nghệ mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.